Xin chào các bạn, mình đến từ Phụ Kiện Pico. Hôm nay mình sẽ trên tay thì miếng dán dẻo dành cho full mặt trước. Miếng dán dẻo full mặt trước dành cho Huawei P20. Cơ bản là mình đang ở FPT Shop thì FPT Shop họ chưa có điện thoại P20, thì mình đã lấy thử với P20 Lite, thì cái miếng dán này vừa luôn cả P20 Lite full mặt trước luôn. Thì đây miếng dán dành cho P20, nhưng mà mình ướm thử P20 Lite thì P20 và P20 Lite thì mặt trước nó giống y hệt nhau. Còn mặt sau thì P20 Lite nó có cảm biến vân tay, còn cơ bản thì nó cũng dán vừa được mặt sau. Như cảm biến vân tay, nhưng mà đối với miếng dán dẻo mỏng thì cảm biến vân tay vẫn hoạt động bình thường. Nếu các bạn muốn bảo vệ hoàn toàn cảm biến vân tay vẫn có thể dùng chung với cả P20 cái mặt sau dán dẻo. Ngoài ra bên mình còn có cái miếng dán camera dành cho P30, thì mình ướm thử ở P30 Lite xem nó thế nào. Cơ bản ở đây không có P30, có vẻ ướm thử vào thì nó cũng vừa luôn. Nếu mà tạm thời chúng ta chưa có đồ dành cho P30 Lite, chúng ta có thể lấy cái miếng dán của P30 dán vào cho P30 Lite thì chắc là cũng được. Thì bên mình về hàng của P30 và P30 Pro rồi, thì các bạn phải đặt hàng qua website phụkienpico.com, hoặc các bạn tìm phụ kiện Pico trên Shopee, hoặc các bạn tìm phụ kiện Pico Lazada, thì bên mình bán cả trên Shopee, Lazada và website phụ kiện Pico. Bên mình giao hàng toàn quốc, hàng cam kết như là video là full dán full màn hình, và đây là dán dẻo bảo vệ full màn hình mặt trước. Nếu các bạn không muốn dùng cường lực, các bạn có thể dùng dán dẻo thì nó sẽ mỏng hơn và nó sẽ dai, và đảm bảo là trải nghiệm cảm ứng thì nó cũng có vẻ nó tốt hơn. Còn nếu các bạn muốn an toàn thì có thể dán cường lực. Bên mình sẽ về hàng và sẽ có video trong thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn bạn theo dõi video.